Cơ hội đã trôi qua. Khi turn thi đấu vừa rồi chúng ta vẫn chưa thể thành công trong nỗ lực bắt vào đội bạn. Những pha vòng sau chưa có ở thời điểm vừa rồi. Và đây là khoảng thời điểm mà mọi thứ lại trở nên cân não hơn. Khi mà lượng tiền thì có giãn cách nhưng chúng ta lại đang không thể thực hiện được một pha bắt lẻ. Khi mà những cú sấy của Gai ngày một đau hơn. Nguy hiểm quá, lao vào đó là mình kia, chúng ta có được cái mạng của người chơi Legion của đối phương. Ao nhây tới từ Shizuka một lần nữa ở trong thi đấu này. Và lại là lợi thế hơn người dành cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta sẽ phải bình tĩnh, chúng ta check map từ từ thôi. Tiến vào những cái bụi bằng những cú đùa sắp của MyOK. Đối phương đang một lấy cái chốt đường giữa này. Cho đối phương cái chốt đường giữa được, chúng ta sẽ đánh người. Kaka, Kaka đang một kéo. Kaka kéo được vị trí của Richter, tốc biến lùi về. Kaka bị giữ lên chân lại. Kaka sẽ phải làm rồi trong video này. Chúng ta hơn hai người. Đi chưa bị làm chậm. Xin chúc mừng Tô Lên. Mất đi Long Sát, mất đi Long Toàn rồi. Chúng ta sẽ lùi về và ăn con Caesar. Ăn Caesar thôi, ăn Caesar thôi. Lần này thì đội bạn không dám ra nữa đâu. Đội bạn không thể ra nổi ở trong pha thi đấu này. Một con Caesar quan trọng đang được ăn đi đến từ bên phía đội tuyển Việt Nam. Lính đường dưa đang tràn vào. Chúng ta có được khoảng 1/4 lượng máu trụ đường dưa, có lẽ là như vậy. Và bây giờ là con Caesar. Cơ hội bằng vàng đây rồi. Chúng ta đã có được con Caesar bạo chúa và cơ hội để giành được chiến thắng ở trong trận chung kết này đang nghiêng về hơn cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Nhưng ở trong pha ép chúng tiếp theo sẽ cần phải giữ được cái sự bình tĩnh, cần phải có một pha lao vào tốt tới từ Kaka và Spore, không được trượt chiều ở trong những tình huống quan trọng nữa. Và cái quan trọng là đội tuyển Thái Lan họ cũng sẽ có muốn tổ chức những tình huống tấn công như vậy. Chúng ta cần phải hóa giải được những điều đó. Và quan trọng là Shizuka phải giữ được sự tỉnh táo như những gì mà Shizuka đã làm được ở trong ít phút vừa qua. Những sự tỉnh táo quá đáng sợ đến từ Shizuka, và hãy cố lên một lần nữa thôi. Một lần nữa thôi, một pha play cuối cùng của trận đấu này nào. Đi đi kìa. Nào, Hino có dám lao vào hay không? Tôi nghĩ rằng là từ từ đã, cứ bình tĩnh, đợi con xe ra bạo chúa nó lên từ từ ở khu vực đường dưới. Chúng ta ép cứ bình tĩnh là sẽ có được những cái điểm bảo cục đối phương mà bắn thôi này. Đi bị phát hiện rồi, đi bị dím cú đùa sốc. Shizuka lên điểm quá đau vào đó là vị trí của Mixty. Chúng ta có được lợi thế một chút về mặt lượng máu. Con xe ra thì đẩy vào hơi chậm và nó được, nhưng chúng ta có thể lấy được những đường trước cấp của đối phương. Hai đường lính cung đẩy vào rồi. Đẹp quá. Quan trọng nhất của đội hình này, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem đội tuyển Việt Nam ép đường đường như thế nào. Một tình huống cấu máu của Shizuka rằng chưa thành công, nhưng cái trụ gì đấy đi khá nhanh. Hai trụ rồi. Small chói lại một người. Hai người phải đắp lại rồi. Chiến thắng đến sân kết. Shizuka. Và đây là chiến thắng đương kim vô địch của giải đấu sinh viên của chúng ta, đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ trở thành đương kim vô địch của Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á bộ môn Lego Bay. Tuyệt vời, đó là 6 cô gái của đội tuyển nữ của chúng ta. Quá là cấp. Đó là Ino, đó là Smo, đó là Shizuka, Mai LK và Kaka Avocado. Và đội và thuyền trưởng của chúng ta BS Man cũng đã phá dấp của chính mình. Đã có huy chương vàng đầu tiên dành cho BS Man và dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có thể đã thua hai nội dung còn lại, nhưng chiến thắng này sẽ hòa lấp đi tất cả, bởi các cô gái của chúng ta đã đánh một trận quá hay ở trong ngày hôm nay. Quá tuyệt vời, đó là đội tuyển Việt Nam. Ván này thì không có gì để chê với cả những thành viên của đội tuyển Việt Nam của chúng ta nữa. Shizuka. Đánh quá tuyệt vời, Shizuka sẽ là MVP với con bài Tulen. Không phải nắm sụp bất cứ một lần nào cả. 5-0-10. Ngoài ra thì vị trí của MyK cũng giữ vị trí cực kỳ hay trong ván thi đấu này. Và chúng ta không thể không nhắc đến đó là Sebo với những pha sát vực thực sự tuyệt vời. Và thực sự thì ngày hôm nay PSMan đã làm rất tốt. Tôi rất vui khi hôm nay thì tôi và PSMan đã có những quan điểm rất trùng nhau về việc là đẩy Shizuka về cánh thủ và đánh theo kiểu phòng ngự phản công, và Shizuka đã thực sự chuyển mình ở trong ngày thi đấu hôm nay. Một Shizuka đầy đủ sát thương, outplay, kỹ năng đầy đủ cả. Những gì mà các bạn đã từng nói về Shizuka ở trong suốt quãng thời gian vừa qua có lẽ đến đây là dừng được rồi. Sau khi Shizuka đã có một cú chuyển mình tuyệt vời trong ngày hôm nay. Nhưng thực sự cả 5 cô gái đều đã đánh rất hay. Thực sự thì ngày hôm nay phải ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của Hino, của Kaka cũng như là của Small. Sau ván đấu đầu tiên thì không còn thấy Kaka sai lầm nữa. Sau ván đấu đầu tiên thì không còn thấy Small sai lầm nữa. Và quan trọng, chúng ta cũng vẫn có một bệ phóng cực kỳ tuyệt vời, đó là vị trí của MyLK. Tôi chưa thấy một xạ thủ nào, kể cả là ở bên phía Nam, có thể giữ được cái đầu lạnh trong cả một bo đấu như là MyLK. Cả 5 trận đấu của mình, MyLK đều không thể bị bắt và không thể bị đối phương tìm thấy ở trong những pha đánh lẻ. Check map thì lần nào cũng bắn cho DD chảy cả máu. Và sau đó thì đó là những tình huống kết liễu cuối cùng, outplay hoàn hảo đến từ Shizuka. Và đội tuyển nữ của chúng ta lên ngôi vô địch hoàn toàn xứng đáng.
Đây là một sự trưởng thành của những cô gái của chúng ta từ giải đấu Clash of Champions cho tới giải đấu thể thao sinh viên Đông Nam Á này. Chúng ta đã thực sự lột xác. Có thể là chúng ta thua họ ở trong những trận đấu ở giải vòng bảng, nhưng tới giai đoạn vòng chung kết thì chúng ta đã giành một chiến thắng cực kỳ ngoạn mục, cực kỳ thuyết phục trước đội tuyển Thái Lan. Và xin được cùng chia vui với Hồng Quân, bởi vì ngày hôm nay thì em tôi anh Dũng và em tôi Huy Popper đang xem trận đấu này sẽ phải ghen tị với anh em tôi. Bởi vì Huy Popper và anh Dũng chưa từng có huy chương vàng, còn chúng tôi thì đã có trận đấu đó. Chúng tôi rất vui vì trận đấu này và chúng tôi rất cảm xúc vì trận đấu này, và quan trọng hơn, chúng tôi vui vì được nhìn thấy sự trưởng thành của các em trong trận đấu ngày hôm nay. Rất tiếc là sự trưởng thành đó đã muộn và nó không thể tiếp tục kéo thêm những sự trưởng thành khác nữa đến từ các chàng trai của chúng ta, bởi vì các chàng trai của chúng ta đã phải thi đấu sớm hơn và không thể có được cho mình những lợi thế như thế này. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã có được cho mình một chiếc huy chương vàng, và một chiếc huy chương vàng này trước người Thái là đủ để chúng ta cảm thấy tự hào. Đúng là như vậy. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam của chúng ta một lần nữa với chiến thắng cực kỳ là tuyệt vời vừa rồi trước đội tuyển Thái Lan. Việt Nam đã không thể góp mặt ở trong hai trận chung kết sau, nhưng bây giờ các cháu có quyền đi ăn mừng. Đúng vậy. Rồi các cháu có quyền đi ăn mừng và có quyền để tìm thấy những cái niềm vui của mình tại Thái Lan trước khi ra về. Tặng lại cho Thái Lan một tấm huy chương bạc và ra về, các cháu có quyền tự hào. Các bạn nam của chúng ta, các bạn đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, với nòng cốt là Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, thì các bạn thuộc đội tuyển nam sẽ lấy đây làm bài học để quay trở lại ở trong những giải đấu tiếp theo. Rất chia sẻ với các bạn vì đã không thể giành được thành tích cao hơn, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng tuy nhiên sau khi được tiếp động lực đến từ các cô gái của chúng ta thì giống như ở trong bộ môn bóng đá cũng vậy, các cô gái thường sẽ đi trước và sau đó sẽ mở đường cho các chàng trai của chúng ta ở trong những giải đấu tiếp theo. Rõ ràng là như vậy rồi. Các bạn nam cũng đừng buồn, bởi vì là chúng ta cũng đã giành được tấm huy chương vàng ở bộ môn nữ lần này, và các bạn có thể là chia sẻ niềm vui của mình với cả các bạn nữ. Chúng ta vẫn còn một tương lai rất là sáng lạn ở phía trước.